chào mừng các bạn đến với bài toán tiếp theo. Trước khi các bạn học, hãy nhớ đăng ký, like, share, đúng không kênh nha. Rồi hôm nay chúng ta học qua cái phần lượng giá. Thì chúng ta thấy sin mũ 3 cộng cos mũ 3 thì bằng căn 2 trên 2, yêu cầu tính sin của 2x. Như vậy thì chúng ta thấy sin mũ 3 cộng cos mũ 3 thì chúng ta có hàng đẳng thức như sau. Rồi chúng ta áp dụng công thức là A mũ 3 cộng B mũ 3 thì chúng ta sẽ được là A cộng B nhân A bình trừ AB cộng cho B bình. Rồi chúng ta đừng có áp dụng công thức này ha. Khi mà chúng ta áp dụng công thức này chúng ta sẽ giải không ra. Đây. Rồi chúng ta áp dụng công thức này sẽ giải không ra ha. Chúng ta nên áp dụng công thức ở trên. Như vậy chúng ta sẽ có là sin x cộng cho cos x nhân cho sin bình x trừ cho sin x cos x rồi cộng cho cos bình phương x. Bằng căn 2 trên 2. Rồi chúng ta sẽ có là sin x cộng cho cos x. Rồi sin bình cộng cos bình chúng ta ra là 1 trừ cho sin x nhân cos x thì chúng ta sẽ bằng căn 2 phần 2. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ biến đổi một chút xíu ha. Chúng ta sẽ đặt ẩn phụ để đưa về một cái phương trình bậc 2. Vậy ở đây chúng ta sẽ đặt y bằng sin x cộng cho cos x. Rồi chúng ta có điều kiện của y là trừ căn 2 bé hơn hoặc bằng y, bé hơn hoặc bằng căn 2. Rồi sau đó chúng ta sẽ bình phương hai bé lên. Rồi chúng ta bình phương hai bé lên thì chúng ta sẽ ra được là sin bình x cộng cos bình x cộng cho 2 lần sin x nhân cho cos x. Rồi như vậy chúng ta sẽ có được là y bình phương sẽ bằng 1 trừ cho 2 lần nó cộng cho 2 lần sin x cos x. Và suy ra sin x nhân cos x chúng ta sẽ bằng y bình phương trừ cho 1 phần 2. Như vậy từ chỗ này chúng ta cũng có thể suy ra được là sin 2 x sẽ bằng y bình phương trừ cho 1. Rồi sau đó chúng ta tiến hành thế vào cái phương trình thế này. Như vậy phương trình này sẽ đặt là phương trình số 1. Rồi như vậy là phương trình 1 sẽ trở thành sin x cộng cos x chúng ta thế bằng y. Rồi 1 trừ cho sin x nhân cos x chúng ta thế là 1 trừ cho y bình phương trừ 1 trên 2. Rồi sẽ bằng căn 2 trên 2. Sau đó chúng ta quy đồng để thu gọn phương trình này lại thì chúng ta sẽ được một phương trình như sau: y mũ 3 trừ cho 3y cộng cho căn 2 bằng 0. Căn 2 bằng 0. Sau đó chúng ta sẽ nhẩm nghiệm, chúng ta thấy căn 2 sẽ là nghiệm của cái phương trình này. Như vậy chúng ta sẽ dùng sơ đồ bất nơ, chúng ta chia ra chúng ta sẽ phân tích ra thành nhân tử cho nó nhanh. Như vậy nghiệm nó sẽ là căn 2. Rồi hệ số mình đây là 1, 0, trừ 3 và căn 2. Như vậy 1 chúng ta hạ xuống, căn 2 nhân 1 thì ra là căn 2 cộng 0 thì ra là căn 2. Căn 2 nhân căn 2 là 2 cộng cho trừ 3 thì chúng ta sẽ ra là trừ 1. Căn 2 nhân trừ 1 là trừ căn 2 cộng cho căn 2 là bằng 0. Rồi vậy phương trình này chúng ta sẽ phân tích ra là y trừ căn 2 nhân cho
y bình phương cộng căn 2y trừ 1 bằng 0. Rồi chúng ta giải trường hợp thứ nhất, đó là y trừ căn 2 bằng 0. Y trừ căn 2 bằng 0 tức là y bằng căn 2. Suy ra được, chúng ta sẽ suy ra được là gì? Đây, sin 2x. Như vậy thì chúng ta có sin 2x sẽ bằng y bình phương trừ cho 1. Vậy chúng ta thế vào, chúng ta sẽ được căn 2 bình phương là 2 trừ cho 1, chúng ta sẽ ra là sin 2x bằng 1. Và với trường hợp thứ hai, chúng ta giải cái phương trình bậc 2 y bình phương cộng căn 2y trừ 1 bằng 0, thì chúng ta sẽ giải ra được hai nghiệm là y bằng trừ căn 2 cộng căn 6 phần 2 và y bằng trừ căn 2 trừ căn 6 phần 2. Rồi, thì cái nghiệm này chúng ta loại đi vì nó không thỏa điều kiện, vì nó nhỏ hơn âm căn 2. Nó nhỏ hơn âm căn 2. Như vậy chúng ta có nghiệm trên này thôi. Rồi chúng ta giải cái nghiệm ở trên. Rồi như vậy chúng ta có với y bằng trừ căn 2 cộng căn 6 phần 2, thì chúng ta sẽ suy ra được sin 2x sẽ bằng sin 2x sẽ bằng y bình trừ 1, tức là trừ căn 2 cộng căn 6 phần 2, tất cả bình phương trừ cho 1. Vậy kết quả của chúng ta sẽ ra là 1 trừ căn 3, 1 trừ căn 3. Vậy kết quả của chúng ta cần tìm là, rồi hai giá trị này, 1 trừ căn 3 và sin x bằng 1. Rồi. Rồi, vậy bài toán này chúng ta có hai kết quả, đó là sin x bằng 1 và sin x bằng 1 trừ căn 3. Rồi, tôi đã giải xong bài toán của một bạn lớp 11 gửi cho tôi. Thì bạn nào có những bài toán thắc mắc có thể gửi cho tôi, rồi tôi sẽ hướng dẫn bạn giải. Các bạn nhớ đăng ký, like, share để ủng hộ kênh nha. Xin kính chào và hẹn gặp lại.